Dạ, Minh Xem, nhà đất mua bán Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay Xem về xã Bình Phú của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một ngôi nhà vườn có tổng diện tích là 1.300 m². Trước tiên để Xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng về quốc lộ 1A. Từ ngay vị trí em đang đứng đây mà về tới quốc lộ 1A tầm khoảng 2 km là tới. Đây là con đường nhựa nha anh chị. Từ cái vị trí ngôi nhà của mình mà cách con đường nhựa này khoảng 150 m là tới à. Còn hướng ngược lại thì anh chị đi thông ra xã Thanh Hòa của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Còn cái ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là mình đi vô cái con đường này. Con đường này hiện tại nó đang tầm khoảng 2.2 m à. Nó xe ba gác mình có thể vào được nha. Còn ô tô thì chưa vào được. Ở đây thì có điện, nước và wifi đều có đầy đủ hết. Cho nên anh chị cũng an tâm cái phần nước sạch nông thôn rồi hết ha. Wifi rồi thì cũng có luôn. Khu này thì dân cư cũng đông đúc. Anh chị mà mua ngôi nhà này về ở thì không có lo sợ buồn. Hiện tại cái đường vô ngôi nhà mình chỉ là đá xanh thôi nha anh chị. Đó, mình đi vô qua cái cua này cái là mình tới cái ngôi nhà của mình luôn. Nó hai bên đó cái lề rộng cũng khoảng tầm 2.2 m luôn đó. Tại cỏ nó mọc lên anh chị thấy vậy chứ bên ngoài thực tế thì nó cũng rộng rộng lắm nha. Nó ngay cái đường này vô. Ngay tới vị trí nhà mình có một cái cua quẹo. Quẹo qua bên nhà của người khác nữa nha anh chị. Đó, em đã di chuyển tới cái ngôi nhà rồi. Do cái ngôi nhà này chủ ở xa cho nên chủ điện thoại và nhờ cái ông anh hàng xóm ông dẫn em đến quay. Cho nên không có chìa khóa để vô bên trong. Cho nên em phải đi vòng qua nhà của ông anh hàng xóm đi bên hướng bên đó đó. Anh chị thấy ha. Bây giờ để xem bước vô trong cho anh chị mình xem nha. Rồi xem đã vào tới bên trong ngôi nhà rồi. Đó, trước tiên là em đang đứng ngay cái vị trí ganh đó. Nó mình tính cái bề ngang qua theo hướng đường vô nhà là tính mặt tiền nha. Là 30 m. Và có cái chiều sâu vào. Một cạnh thì 38 m. Còn một cạnh thì 47 m. Nó tổng diện tích là 1.300 m². Do cái sổ trước đây thì 1.600 m² lận. Nhưng mà chủ đã cắt bán ra 300 m² rồi. Bây giờ mình còn lại 1.300 m². Và bán luôn 1.300 m² này với ngôi nhà luôn nha anh chị. Đó, ngôi nhà thì cũng cũ rồi. Chứ không còn mới nữa, ngôi nhà này cũng hơi xưa xưa. Đó, còn cái chú ông anh của cô chủ nhà thì ở sát bên đó. Đây là mình còn cái không gian mấy bên hông đó tầm khoảng 2 m nữa. Đó, do chủ thì không có ở đây, ở xa cho nên em không có vô bên trong được. Cho nên đại khái em quay sơ sơ bên ngoài. Chủ yếu là đất à, chứ ngôi nhà này thì nó cũng đã cũ rồi, nhưng mà về mình sửa sang lại mình ở thì cũng vẫn được nha anh chị. Chủ nói thì bên trong thiết kế hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng cho cái cửa đi đó. Đó. Còn đây là cái phía sau của ngôi nhà mình. Trong đất mình thì cao ráo sạch đẹp nha anh chị, không có mồ mả gì hết. Đó, đó phía sau đó anh chị thấy ha. Đặc biệt trong cái mảnh vườn và cái ngôi nhà mình, cái vườn thì đặc biệt là trồng dừa không à. Phía sau mình cũng có
lưới hàng rào B40 đồ hết rồi, bao quanh xung quanh hết. Anh chị sau này về khỏi có cần phải kéo lưới rào gì nữa nha, cho nên ranh giới đồ cũng có rõ ràng hết rồi. Đó, phía bên đó thì chú bên kia cũng xây tường lên. Để em quay ra phía trước cho anh chị xem. Đó, cái hẻm còn lại khoảng 2 mét anh chị ơi. Từ ngay vị trí của mình mà về tới ủy ban dân xã Bình Phú thì cũng tầm khoảng 2 km luôn. Anh chị về đó cũng có trường học, rồi chợ đồ cũng gần đó luôn. Còn nếu từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà về tới đi chợ cái lẫy anh chị, khoảng 3 km là tới à. Sát bên ngôi chợ cái lẫy là ngôi chợ lớn luôn nha anh chị. Bây giờ để xem đi tiến về phía bên trên nữa cho anh chị xem luôn. Bên hông bên đây rồi hông bên kia luôn cho anh chị nhìn cho nó kỹ luôn ha. Nó nữa mình về mình làm hàng xóm với nhà kế bên luôn. Chú chủ nhà chú gửi bên đây con gà chú làm cái chuồng trại đó. Sau này anh chị về thì chú sẽ bắt về bên kia. Nó còn đây là phía trước của mình. Cũng có ốp gạch đồ, lót gạch đồ ở dưới rồi đó. Tầm dừa và một số cây mít. Có mấy cái ao sau này về anh chị có thể nuôi cá nha. Còn đây là xem quay về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng đông, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn nếu tính từ ngay vị trí em đang đứng đây mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi là 38 phút, khoảng cách là 29 km. Đó, anh chị nếu mà về Mỹ Tho là khoảng cách nó vậy ha. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Từ ngay vị trí bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mình về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 41 phút, khoảng cách là 81 km. Còn nếu như anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ thì xem sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thận mà mình về tới đây, thời gian đi là 44 phút, khoảng cách là 32 km. Còn nếu mà từ cái ngôi nhà của mình mà về tới trung tâm của thị xã Cai Lậy, về tới trung tâm của thị xã Cai Lậy thì thời gian đi chỉ có 7 phút mà anh chị ơi, khoảng cách là 3,3 km là tới à. Đó, anh chị nhìn thấy đây là ngay vị trí mà em đứng, khu dân cư đông đúc luôn anh chị thấy không. Rồi bây giờ để xem tiếng sâu gì bên cái phía vườn của mình. Hiện tại chủ đang gửi em bán ngôi nhà này giá chỉ có 1,3 tỷ thôi nha anh chị. Ngang là khoảng 30 mét và có chiều sâu vào một cạnh thì 47, cạnh thì 38. Nói chung là tổng diện tích chủ bán cho mình là 1.300 m². Hiện tại chủ kêu giá là 1,3 tỷ luôn ngôi nhà luôn. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí này thì anh chị có thể alo cho xem theo số điện thoại là 0395454645. Đó, anh chị thấy không, vừa ti cao mà tái rất sai ha. Còn anh chị nào muốn gửi sổ ha, hình ảnh thửa đất gì đó thì cũng kết bạn với xem theo số điện thoại nha. Đó, xem sẽ gửi sổ cho anh chị xem nha. Đó là phía sau, phía sau hậu của mình đó, đi dài ra phía ngoài kia luôn. Nó để em quay một vòng cho anh chị mình xem. Nó đây có mấy cái ao rất là lớn luôn, sau này anh chị gì có thể thả cá mình nuôi ha.
Tổng diện tích là 1.300 mét vuông. Hiện tại chủ đang kêu bán 1.300.000.000, trong đó có một ngôi nhà luôn. Ở bên đây thì một cái ao cá nữa. Đó là một cái vườn dừa và trồng sen vô mít. Đó, mình tới cái ganh ngoài cái cột có ngang qua đó là mình hết nha anh chị. Nếu như anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà vườn này thì anh chị có thể liên hệ cho xem nha, xem dẫn anh chị đến xem rồi hẹn cô chủ nhà về rồi mình vô trong mình xem cho kỹ nhà và có thể thương lượng thêm về giá cả với cô luôn. Đặc biệt mình có hai cái ao cá bự bự vậy nè, vì anh chị thả cá ta tưởng anh chị nuôi. Đó, nhìn lại cái không gian của ngôi nhà mình đó, đứng bên hông mình nhìn qua đó anh chị. Đó, hồi để em đi xuống tới cuối cái ganh dưới luôn, cho anh chị mình xem luôn, cho tròn hết luôn, bốn phía. Anh chị nào lần đầu ghé Sim Kinh mua bán Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm đất vườn, nhà vườn, giá rẻ tại Tiền Giang, quay lên giới thiệu cho anh chị xem. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp ngôi nhà vườn nào hoặc là mảnh vườn nào thì anh chị có thể alo cho xem nha. Đó, cái ganh đó là hết mí của phía ganh hông của mình nha anh chị. Cái cạnh bên đó là cạnh sâu vào 47 mét đó. Nó mình chỉ cách đường nhựa ô tô tầm 150 mét à. Đó là xung quanh đây thấy mình ở cũng yên tĩnh. Nếu như anh chị nào ở Sài Gòn mình về đây mình nghỉ dưỡng cái ngôi nhà này thì em nghĩ cũng tuyệt vời đó nha anh chị. Đó, mình có cái không gian cái sân này, này nữa, vì anh chị mua mai mua cây cảnh vì mình trồng cho nó đẹp hơn nữa nha. Mà ngôi nhà nếu anh chị để lại sửa sang lại thì nó cũng đẹp luôn. Bên đó là nhà của hàng xóm của mình đó. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem hết video. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.